Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài thánh ca. Một bài cũng được khá nhiều các bạn học viên của tôi muốn tôi hướng dẫn, đó là bài Trái tim khát mong. Một bài của Tigon ha. À, bài khá là dễ nghe, bài viết ở trên giọng Rê Thứ các bạn ha. Này. Đây là âm dài của Rê Thứ này. Đó. Công thức 145, bậc 1 là Rê, bậc 4 là bậc 1 là Rê, bậc 4 là Son, bậc 5 là La. Và giọng song song là pha trưởng ha. Bậc 4 là Si dáng, bậc 5 là Đô. Ngoài ra thì có thêm một âm bậc 2 là âm giả. Và các bạn mà follow kênh của tôi thì đều biết tôi sẽ luôn có những cái phần nâng cao cho tất cả các bạn nhé. Âm màu sắc 7, 9, 11, 13 ha, vân vân. Giai điệu như này các bạn này. Re Đô Đô Si Si, Re Đô Re Si, Son La Si Si Đô Re La, Mi Fa Son La, Son Fa Re Mi Fa Si Fa Son La La Son Fa Mi, Mi Fa Son La Fa Mi Re. Các bạn hát tươi thêm một xíu ha. À, nó sẽ trái tim khát mong mà, cho nên mà chúng ta phải hát làm sao cho nó tinh thần tươi một xíu ha. Đầu tiên thì tôi sẽ vào là Re sus 2 này, ta ra đó. Đầu tiên tôi vào là Re sus 2 ha, thứ mà sus 2, ta ra. Tiếp tục ta ta, tôi sẽ về hợp âm là ti ra 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 này. Re tam giác 7 9 các bạn ha, này thêm 9 này. Ta ta ra ti ra ra ra, các bạn nhìn này. Thế đây tôi vào âm là son tam giác 7, son thứ 7. Ti ra ra ti, ta ra ti do ra ta ri. Ở đây thì tôi sẽ về là son thứ 7 9. Đó, son thứ 7 9. Xong rồi ti ra ra ti, tôi về âm nè, đô 7 và bát mi. Ta ti ta ra ti, ở đây tôi sử dụng hợp âm là ti ta ti ta, đô 7 mà tôi đô 7 trừ 9, đóng thêm nốt Rê dáng ở đây. Vậy ở đây là đô 7 bát mi, xong đến về đô 7 trừ 9. Ti ra ti ta, rất là đẹp ha. Về ở đây là pha tam giác 7 9 ha. Tôi lại từ đầu cho các bạn ha. Ta ra ti ra ra ti ra ti ta ti. Đó ha. Hoặc là các bạn có thể học cái cách mà xếp. Đầu tiên thì các bạn đánh cao lên một quãng được này. Ta đi ti ra 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 ti ta ti ra ta ti ta ro ta ra ta ti ra ti ro ra ti. Xong đây nghỉ hai phách rưỡi, tôi dẫn về đây là âm Rê tam giác 7 9 ha. Ti ra ra ti, ta ra ti ra ti ra ti. Re thứ 7 9, xong tôi về hợp âm son bát si đây. Son trưởng bát si các bạn ha. Ti ra ra ti, ta ra ti ti ra ra ti. Tiếp tục như vậy, tôi về đô 7, xong về pha tam giác 7 9. À, khá là đẹp. Ta ra ta ri ra ra ta, ti ra ti do ta. Ở đây tôi về tiếp tục về Rê thứ 7 này. Ti ra ra ti, ở đây tôi sẽ về một âm này. Si dáng trưởng nhé. Đó. Mà bắt Rê. Này, ti ta ti ta ta. Thì ở đây tôi sẽ về nó dấu lặng ở bên Rê này. Rê 7 ha. Ti ra ta ti. Đó, ti ra ta ti. Ta ra ta ti ta ti. Về mi thứ 7 trừ 5 mà bát Rê, trong về la 7 ti ra ti ta, trong về Rê thứ 7 9 này. Ti ra ta, ti ra ti ta, ta ti ra ta ti ta ti ta. À, khá là thú vị ha. Tôi làm lại từ đầu các bạn ha. Ta
Có thể sử dụng thêm mẫu âm dẫn là pha tam giác về đô bát mi xong về rê cũng khá là thú vị. Ở đoạn này các bạn này, tôi này các bạn có thể sử dụng thêm mẫu âm đô bát mi đây nếu các bạn bấm kịp ha. Này đi ra ra đi đó, các bạn thấy hơi căng á. Đi ta đi ra ta đi ta đi về ta ra ta đi ta đi ta. Còn đoạn này các bạn mà không muốn giữ thêm nốt re ở chỗ mi thứ 7 trên 5 bát re thì các bạn có thể sử dụng công thức 251 là mi thứ 7 luôn. Này. Ti ra ti ra đó. Ta ri ra ri do ra ti. À, cũng rất là thú vị. Giờ tôi làm lại từ đầu cho đến chỗ đó một lần nữa ha. Này. Ta ra ti do ra ra ti ta ti ta ra ti. Ta ro ra ra ta ti ra. Sau đó là chúng ta sẽ sang đến cái phần phần điệp khúc ha. Này, bây giờ chúng ta cùng sang cái phần điệp khúc. Tôi kéo này lên. Bạn đợi xíu ha. Rồi, điệp khúc nó là ti ra ra ti ra 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 ti ra ra ti dễ nghe ha. Thì ở đây tôi sẽ vào là ti ra ra ta, tôi sẽ vào C tam giác 7. Ti ra ra ti ra ra ta ra ti ra ti do. Đấy. Đây tôi sẽ sử dụng hợp âm là đô ba bát C. Này. C dạng chính xác là phải là đô 9. Xong về la thứ 7, 9 ở đây. Tác giả chủ định sử dụng nốt C là C thường này. Nó là hòa âm bậc 9 của la thứ 79. Ti do ra ti ra 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 ti ra ti ra 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 ti do ra ra. Rồi lặng lại tôi về re thứ 7. 9 ti ra son thứ 79. Đó, tiếp tục độ 7 trừ 9 ta ra ti ta. Các bạn biết vì sao tôi sử dụng những hợp âm 9 nhiều không? Rất nhiều bởi vì bài này là viết theo đúng cái phong cách nhạc nhẹ. À, đoạn này sử dụng toàn hòa âm quãng 4 này. Thấy không ạ? Thì các bạn sử dụng những màu như vậy thì nghe nó dễ nghe hơn. À, nó làm cho cái người nghe nó cảm thấy được nghiện dễ nghe. Ví dụ đấy nhá. Bản này tôi đẩy căng hơn xíu nữa. Tôi sử dụng hợp âm chỗ này là pha thăng thứ trừ 5. 7 trừ 5. Đó. Về C thứ 7 trừ 5, đoạn này tôi dùng hợp âm. Toàn bộ hợp âm cũng có 4 hết và mi 7 trừ 9. Này các bạn nào. Pha thăng. Wow, đấy. Mi 7 trừ 9 xong về nốt đồ thăng là về la trưởng. Đó. Xong la bát son về re trưởng bát pha thăng, các bạn nghe thấy rất là thú vị. Này. Đó mà pha thăng này. Ti do ra ti ra 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 ra. Ti ra ti ta ra ta na na. Ta ra ta ta ta. Đó, ti ra ta ti. Nghe thấy những cái màu chín này.
Đương nhiên tại sao lại có những hợp âm pha tăng thứ trừ 5 hoặc là si 7 ha, trừ 7 trừ 5 vân vân, hay là bi 7 trừ 9 ha. Đó là số đều có nguyên tắc hòa âm hết. Và qua đây tôi cũng trả lời cho rất nhiều tất cả các bạn học viên đã có nhắn tin về cho tôi là thưa thầy em học rất nhiều các khóa học rồi mà em vẫn chưa thấy có tiến bộ ha. Hoặc là rất nhiều anh chị đã mua rất nhiều sách hoặc đến rất nhiều các trung tâm âm nhạc để học. Đó mà cái hợp âm màu sắc nó vẫn chưa có thay đổi nhiều ha. Thì các bạn có thể tìm hiểu về khóa học của tôi bởi vì nó rất là tiện lợi. À, các bạn học mọi lúc mọi nơi bởi vì mỗi một bài tôi đều có giáo trình là file PDF cộng clip hướng dẫn đi kèm ha. Thì bạn nào bận ban ngày không học thì tối có thể đêm các bạn đeo tai phone và các bạn học. À, các bạn học đến đâu các bạn áp dụng này. Đó. À, tôi hướng dẫn hợp âm 3 thì xếp sao? Đó. Hoặc 7 xếp sao? 9 xếp sao? Đó. 11 cách làm intro, outro, cách đệm của ballad. Yeah, rất là nhiều ha. Và tôi đã hệ thống lại cho các bạn từ cơ bản đến chuyên sâu để các bạn không bị mất gốc. Và một điểm nữa là khi học này các bạn rất là tiện lợi. Các bạn đây là khóa học trọn đời nên các bạn học sáng trưa chiều tối lúc nào cũng được. Và trong lúc các bạn học các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể take note cho tôi ha. Gửi cho tôi để tôi có thể trả lời cho các bạn. Hoặc sau 5 bài các bạn quay clip lại là tôi sẽ sửa ngón cho các bạn. Đây là cái cách học của rất nhiều trường âm nhạc trên thế giới đang áp dụng, tức là người học viên và người hướng dẫn được tương tác với nhau. Nó sẽ giúp cho các bạn rất rất nhiều, tiết kiệm cả về tài chính lẫn thời gian nữa. Và để thực sự là để có rất nhiều anh chị nói rằng là vì nhờ có giáo trình thầy mà tôi mới thực hiện được đam mê âm nhạc của mình. Bởi vì đôi khi bận công việc gia đình này, rồi bận công việc đi làm mà không có thời gian để học đàn. Đó, mặc dù rất đam mê về âm nhạc hoặc là rất muốn đệm các ca khúc của nhà các cho các ca đoàn, nhưng bởi vì là không có điều kiện ha. Thì có rất rất nhiều các anh chị đã học và đã đệm đàn trong các nhà thờ đã gửi clip về cho tôi ha. Rất là vui bởi vì đã giúp cho rất nhiều các anh chị thực hiện được đam mê của mình. Đó, và giáo trình này thì có thể áp dụng cho tất cả các lứa tuổi, từ 6 tuổi trở đi là các bạn đều có thể học được. Và mỗi một bài tôi làm rất là chậm, khoảng 25 đến 30 phút một bài ha. Đó, và đây chính là cái phương pháp nó rất là tiện lợi để cho tất cả mọi người đều được học những kiến thức nó đúng ngay từ đầu chứ không phải học cóp nhặt. Vì đây là một bộ giáo trình mà tôi đã đúc kết khoảng 20 năm từ lúc mà tôi học tại Nhạc viện Hà Nội, ra hướng dẫn cho rất nhiều các bạn sinh viên ha. Và làm rất nhiều MV về thánh ca cũng như là MV về ca sĩ chuyên nghiệp nữa. Nên các bạn có thể vào website haipiano.com hoặc các bạn có thể email cho tôi để email và số điện thoại trên phần mô tả. Đó, thì tôi sẽ trả lời cho tất cả các bạn vì tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ đi làm từ đầu bài đến hết bài cho các bạn một lần ha. Đó. Son thứ 7 chỗ cuối cùng và về re. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ chơi cho các bạn từ đầu bài đến hết bài một lần ha. Dạ, chúng ta cùng nghe nè. Tao chỉ có một câu intro ha. Ta ti ra ta ti ra ra ti.
Các bạn muốn tôi hướng dẫn bài gì cũng comment cho tôi ha. Và các bạn quan tâm đến khoa có thể vào website haibino.com hoặc email cho tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.